chiều ngày 13 tháng 4 năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy An Phú Phùng Minh Tân làm trưởng đoàn công tác quyền An Phú đến thăm và chúc Tết cho Thơ Nam Thơ Mây, chính quyền và nhân dân quyền An Co Bờ tỉnh Càn Đan, Dương quốc Campuchia. Tiếp đoàn có ngài Dem San, quyền trưởng quyền An Co Bờ cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành của quyền. Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy An Phú, Phùng Minh Tân bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm và chúc mừng năm mới với chính quyền và nhân dân huyện An Co Bờ Rây, tỉnh Tà Keo. Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy An Phú khẳng định, năm 2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Quyện An Phú không thể tổ chức đoàn đến thăm hỏi, nhưng vẫn quan tâm thăm hỏi qua các cuộc điện đàm và thư chúc Tết qua đó khẳng định mối quan hệ truyền thống Việt Nam Campuchia đã trở thành tài sản vô giá và thiêng liêng của hai dân tộc. Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai địa phương nói riêng đã không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt. Nhân dịp Tết cổ truyền John cho năm thơ mây, Phó Bí thư thường trực Quyện ủy An Phú, Phùng Minh Tân chúc chính quyền và nhân dân huyện ăn Co Bờ Rây mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai quyện ngày càng phát triển. Đáp lời Ngài Dem Jum San, Quyền trưởng Quyền An Co Bờ bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác Quyền An Phú đến thăm chúc Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. Ngài Quyền trưởng Quyền An Co Bờ cho biết, trong nhiều năm qua, Quyền An Phú có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt đối với chính quyền cũng như nhân dân Quyền An Co Bờ đặc biệt là hỗ trợ nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, thấm tình đoàn kết của nhân dân hai quyện, mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn. Dịp này, lãnh đạo quyền An Phú cũng đã tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền John Turnham Tham May đến ngày quyền trưởng, quyền phó An Corp Ray và các đơn vị giáp biên trên tuyến biên giới.